Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Nông Cơ Duy Hải Thắng Microsoft ha. Nay bên em giới thiệu mọi người một con Ftin 440 MS440. Đây trước đây nó có cái tem mạc của nó mất rồi ha. Con này là MS440, hàng đời mới. Con này là 52 ly 72cc. Máy tình trạng còn nguyên ring, khá là đẹp. Làm phần cắt được 4 tấc, đang làm 5 tấc, 5 zin nha. Xích thì còn khoảng được 50%. 440. Hàng này lớn thì khai thác. Có công tắc làm nóng tay cầm này, không biết là chức năng còn xài được hay không này. Nóng sáng giới luôn nha. Đẹp. Hàng này hàng lớn để đi khai thác chuyên nghiệp nhá. Con này ngang ngửa con 381, nhưng mã của nó là 440. Đồ đạc thay thế thì nó có heo nhớt, ốp giật là có đầy đủ, bình xăng con có đầy đủ hết. Nói chung là phụ tùng Ftin thì mọi người không sợ thiếu nhá. Có đầy đủ đồ. Hơi này chắc nịch luôn. Rồi giờ khởi động ha. Xả áp thì cho chắc ăn. Hơi nó mạnh lắm. Khá chất nha, càng tìm nguyện hết nha. Đó. Rồi, bác nào có nhu cầu chốt thì liên hệ hotline 0974644973 ha. Hoặc lên trực tiếp trang web nongcoduyhai.com. Gõ mã số là 440 cho ra cái giá của sản phẩm cũng như link đặt hàng. Mọi người có thể đặt mua ở trên trang web giúp em ha. Thì em có để phần mô tả video cái link ghim của đặt hàng. Mọi người ấn vô, mọi người xem ha và đặt ha. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người.